Các bạn thân mến, gần đây thông tin Việt Nam cho xây dựng siêu dự án độc nhất Đông Nam Á đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Bởi vì dự án này được ví như là một biểu tượng mới của Việt Nam và thậm chí là của cả khu vực ASEAN khi có quy mô khủng với nguồn vốn đầu tư khổng lồ. Nhưng đặc biệt hơn là siêu dự án của Việt Nam còn được đồn đoán rằng sẽ tạo nên một bước đệm vững chắc giúp đất nước hình chữ S trở mình. Đồng thời nó còn tác động trực tiếp đến nền kinh tế tài chính của quốc gia, giúp Việt Nam phất lên như diều gặp gió sau khi hoàn thành. Vậy sự thật ra sao? Công trình này có gì đặc biệt mà lại được kỳ vọng lớn lao đến như vậy? Câu trả lời sẽ được chúng tôi mang đến trong video clip ngày hôm nay. Các bạn hãy cùng theo dõi ngay sau đây sau khi đã nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, không cần phải vòng vo thêm nữa, siêu dự án mà chúng ta vừa nhắc đến ở trên chính là tòa tháp Phương Trạch Tower, được khởi công xây dựng từ năm 2023. Theo các thông tin được giới truyền thông trong nước chia sẻ, thì tòa tháp Phương Trạch Tower là dự án nằm trong tổ hợp thành phố thông minh, một trong những dự án đặc biệt được quy hoạch trên trục đường từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài. Chủ đầu tư dự án này là liên doanh tập đoàn BRG và Sumitomo Nhật Bản với tổng mức vốn thi công lên đến 4,2 tỷ đô la. Dự kiến là sau khi hoàn thành, đây sẽ là tòa nhà cao nhất Việt Nam và thậm chí là tòa nhà cao nhất khu vực Đông Nam Á. Cụ thể hơn là sau kế hoạch đầu tư xây dựng, công trình này có quy mô lên đến 108 tầng với tổng chiều cao ước tính là trên 530 mét. Tổng diện tích đất nằm trong dự án được quy hoạch lên tới 272 ha nên nó sẽ được xây dựng theo nhiều giai đoạn khác nhau cho đến khi hoàn thành. Theo nhiều chuyên gia tài chính kinh tế đánh giá, tòa nhà Phương Trạch Tower sẽ đem đến một diện mạo hoàn toàn mới cho Việt Nam sau khi hoàn công. Nó thậm chí còn tạo nên một bước đệm vững chắc để nền kinh tế của đất nước hình chữ S phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần. Lý do được đưa ra là vì, thứ nhất, Phương Trạch Tower được thi công tại vị trí vô cùng đắc địa ở thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đây là một trong những khu vực có hệ thống cơ sở hạ tầng đang được đầu tư phát triển mạnh mẽ, đồng thời cũng là điểm đầu của tuyến đường cao tốc Võ Nguyên Giáp, Nhật Tân, Nội Bài. Hơn nữa, địa bàn xây dựng dự án cũng chính là điểm giao giữa tuyến đường sắt đô thị số 2 và số 4. Trong tương lai, nơi đây sẽ tiếp tục được bố trí ga đường sắt đô thị và phát triển mô hình TOD hiện đại hàng đầu. Từ tòa nhà cao chọc trời, bạn chỉ cần vượt qua quãng đường 10 km là có thể tới trung tâm Hà Nội, đồng thời di chuyển nhanh chóng đến các tỉnh thành liền kề như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh và Hải Phòng. Ngoài ra, thì bốn mặt tòa nhà lần lượt tiếp giáp với các khu vực trọng điểm liền kề, xã Tàm Xá, trung tâm huyện Đông Anh và quận Tây Hồ. Theo đó, công trình xây dựng sẽ được tận hưởng trọn vẹn lợi thế phát triển trong tương lai cùng với không gian chính dễ kết nối với trung tâm thành phố và cửa ngõ hàng không quốc gia, cũng như nơi tạo lập các trung tâm công cộng gắn kết với các không gian mở ở phía Bắc và hệ thống cảnh quan cây xanh mặt nước hiện hữu gồm có sông Hồng, sông Cà Lồ, sông Thiếp, đầm Vân Trì và đầm Xuân Du nổi danh xa gần. Ngoài ra thì với vị trí kim cương như thế thì cư dân trong và ngoài vùng, khách du lịch và cả chủ đầu tư từ nhiều hướng khác nhau cũng sẽ đổ về Phương Trạch Tower. Theo các ngả đường hiện có, điều này mở ra cơ hội lớn biến nơi đây trở thành một nơi hội tụ tinh anh của vùng. Thứ hai là chúng ta cần phải bàn đến kế hoạch tổng thể của tòa nhà cao tầng này. Theo bản đồ quy hoạch dự án thì Phương Trạch Tower sẽ có tổng cộng 108 tầng với khoảng 7.000 căn hộ. Công trình sẽ được xây dựng theo mô hình đa chức năng với hệ thống tiện ích vượt trội bao gồm lớp học thông minh kết nối với giáo viên từ các nước trên thế giới, giảng dạy qua Internet. Trung tâm văn hóa nghệ thuật được liên kết từ các vùng miền ở Việt Nam và trên toàn cầu. Trung tâm thương mại, siêu thị, đồ dùng, cảnh quan sinh thái, khách sạn, căn hộ dịch vụ, văn phòng làm việc, hệ thống phòng tập gym và yoga, dịch vụ spa làm đẹp và cả casino quốc tế hút khách xa gần. Trong đó, điểm nhấn chính của dự án chính là trung tâm tài chính ngân hàng, thương mại dịch vụ, khách sạn quốc tế Phương Trạch. Nó được kỳ vọng sẽ biến nơi đây trở thành trung tâm mới của đô thị Bắc Sông Hồng và cũng là trung tâm của thủ đô Hà Nội trong tương lai gần. Theo đó, nơi đây sẽ tạo nên công ăn việc làm cho hơn 200.000 cư dân đô thị và giải quyết được những vấn đề lớn mang tầm vĩ mô liên quan đến các lĩnh vực quan trọng như hạ tầng đô thị của thủ đô, giao thông năng lượng, giáo dục, y tế, môi trường sinh thái bao quanh vùng. Từ đây, dự án Phương Trạch Tower sẽ đưa Hà Nội trở thành thủ đô hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, đồng thời giúp Hà Nội sánh ngang với các thủ đô của nhiều quốc gia phát triển khác trên toàn cầu. Hơn nữa, chúng ta cũng cần phải biết rằng, tòa tháp tài chính Phương Trạch Tower được xem là biểu tượng kiến trúc độc đáo của siêu đô thị BRG Smart City của toàn vùng và của cả nước. Bởi vì thiết kế công trình được lấy cảm hứng từ tà áo dài truyền thống Việt Nam, thướt tha, uyển chuyển và cực kỳ thanh thoát, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp quy mô và đồ sộ vô cùng.
Nó cho thấy rằng sự kết hợp hoàn hảo giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại trở đầy niềm tự hào dân tộc của người dân thủ đô và tái hiện chân thực từng bước phát triển của nước nhà qua các thời kỳ. Qua đó, công trình trọng điểm giúp Việt Nam gây ấn tượng mạnh với các nhà đầu tư quốc tế, luôn tôn trọng bản sắc riêng của người dân bản địa khi thâm nhập thị trường. Và sau tất cả, chúng ta còn có một lý do nữa để kỳ vọng rằng dự án Phương Trạch Tower sẽ làm nên chuyện, đó chính là số vốn đầu tư khủng mà công trình này hiện đang sở hữu cho riêng mình. Bởi vì tính đến thời điểm hiện tại, Phương Trạch Tower chính là dự án có tổng vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất Hà Nội. Điều này chứng tỏ rằng Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư thông thái trước nền kinh tế phát triển mạnh mẽ suốt thời gian qua. Đất nước hình chữ S đã và đang vươn mình một cách ngoạn mục để có thể bước vào hàng ngũ các cường quốc kinh tế hàng đầu Đông Nam Á và thậm chí là cả châu Á này. Đây cũng chính là yếu tố vô cùng quan trọng giúp Việt Nam trở thành ưu tiên số 1 cho hàng loạt những dự án quy mô về sau. Nhờ vậy mà diện mạo đô thị tại Việt Nam nói riêng và bộ mặt của nước nhà nói chung sẽ có sự thay đổi đáng kể trong tương lai gần. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải biết rằng siêu dự án của thủ đô Hà Nội vẫn có một vài nhược điểm tồn đọng. Chẳng hạn như mật độ xây dựng công trình rơi vào tầm 45% nên đòi hỏi chủ đầu tư cần phải bố trí các hạng mục phù hợp thì mới kiến tạo được một không gian thoáng đãng cho cư dân sinh sống và làm việc. Hơn nữa, để Phương Trạch Tower phát huy được hết các thế mạnh của mình thì cơ sở hạ tầng của các khu vực bao quanh cũng phải được phát triển mạnh mẽ. Vậy nên các ban ngành lãnh đạo cần phải quan tâm hơn nữa việc đầu tư xây dựng hệ thống đường xá, cầu cống và cả hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại khu vực có tiềm năng hàng đầu. Muốn làm được như thế thì ngoài nguồn vốn đầu tư lớn và năng lực thi công vượt trội ra, chúng ta cần phải có thêm nhiều thời gian, chứ không thể nào hoàn thành ngay trong một buổi. Vì vậy, trước khi gặt hái được trái ngọt cho mình, thủ đô Hà Nội nói riêng và cả Việt Nam nói chung cần phải nỗ lực thật nhiều. Nói tóm lại, siêu dự án Phương Trạch Tower quả thật mở ra một cơ hội phát triển lớn cho thủ đô Hà Nội và cả nền kinh tế Việt Nam. Nhưng chúng ta cũng cần phải lưu ý những hạn chế kể trên để đề ra những đối sách kịp thời, nhất là trong bối cảnh thị trường tài chính, kinh tế toàn cầu luôn có những biến động không ngừng và chứa đầy các yếu tố bất ngờ. Các bạn thân mến, mặc dù Singapore là quốc gia nhỏ nhất khu vực Đông Nam Á với diện tích chỉ hơn 700 km2, nhưng nước này lại có đường bờ biển dài 190 km. Đặc biệt, Singapore còn là quốc gia nằm gần eo biển Malacca, nơi kết nối nhanh chóng giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Vậy nên có thể nói là vùng biển của nước này đóng vai trò quan trọng trong việc giao thương liên châu lục và được mệnh danh là huyết mạch của ngành vận tải biển. Nó chẳng khác gì chuyện Singapore đang sở hữu mặt tiền nhà lớn ngay tại Biển Đông, giúp quốc gia thu được ngoại tệ khủng cùng với hệ sinh thái ngành vận tải được phát triển toàn diện hiện nay. Tuy nhiên, giờ đây siêu cảng Việt Nam lại sắp sửa ra đời. Nó khiến cho Singapore phải đứng ngồi không yên khi nhận thấy miếng mồi ngon của mình có nguy cơ bị phân chia phần lớn nhưng không biết làm thế nào. Vậy cụ thể hơn, siêu cảng Việt Nam có gì đặc biệt mà lại khiến cho các nước bạn lo lắng sốt vó như thế? Chúng tôi sẽ bật mí cho các bạn biết trong video clip ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính, các bạn vui lòng nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Nhắc đến Singapore, người ta không chỉ nghĩ đến một quốc đảo giàu có, xinh đẹp, mà nhiều người còn nghĩ ngay đến hệ thống cảng biển quy mô lớn giúp cho ngành logistics của quốc gia này phát triển mạnh mẽ suốt thời gian qua. Theo trang tin TechnologyMag.net cho biết, trước năm 2012, cảng Singapore đứng thứ 2 thế giới về tổng lượng trọng tải tàu cập bến với khoảng 5% lượng container được chuyển đến, nhưng lại xếp đầu tiên trong lĩnh vực chuyển vận khi mà có đến 1/7 lượng container trên toàn thế giới được vận chuyển tại đây. Đến năm 2012, thì cảng Singapore đạt mốc trọng tải là 31,26 triệu TEUs. 8 năm sau đó, thì tức là năm 2020, cùng với gói đầu tư nâng cấp 2,85 tỷ đô la Mỹ, cảng Singapore đạt mức trọng tải lên tới 5 triệu TEUs với độ sâu neo tàu là khoảng 18 mét hơn. Nơi đây được xây dựng đầy đủ các hạng mục bao gồm cơ sở hạ tầng bến cảng và khu vực nước cảng thực hiện chức năng xử lý thương mại hàng hải toàn vùng. Theo đó, cảng biển của đảo quốc Sư Tử hiện là khu cảng bận rộn nhất thế giới về mặt trọng lượng tàu hàng xử lý khi trung chuyển 1/5 lượng tàu vận chuyển bằng container, trong đó có một nửa nguồn cung cấp dầu thô hàng năm cho thị trường toàn cầu. Nên nơi đây thường có hàng ngàn tàu thả neo ở cảng chờ được kết nối cổng đến 600 khu cảng khác tại 123 quốc gia thuộc 6 lục địa hiện nay. Và kéo theo đó là hàng ngàn công ty logistics đổ về đây để mở cơ sở hoạt động cho mình.
Chỉ trong năm 2016, Singapore đã thu hút hơn 7.000 công ty logistics trên toàn cầu, đóng góp 9% tổng số lực lượng lao động và 9% GDP cho quốc gia. Còn ở thời điểm hiện tại, có đến 21 trong số 25 các nhà cung cấp dịch vụ logistics toàn cầu có trụ sở tại Singapore. Trong đó, bao gồm các tên tuổi lớn như là Agility, DHL, FedEx, UPS, Nippon Express, NYK Logistics, Toll Logistics và TNT. Chính vì vậy mà các cảng biển Singapore được xem là ông trùm trong ngành logistics tại khu vực Biển Đông, bên cạnh hệ thống cảng biển do Malaysia xây dựng. Tuy nhiên, gần đây thông tin về dự án siêu cảng Cần Giờ của Việt Nam đã khiến cho Singapore cảm thấy bị đe dọa không hề nhỏ trong tương lai. Lý do là vì siêu cảng Cần Giờ được kỳ vọng sẽ giúp cho cảng biển Sài Gòn tiến ra biển lớn, qua đó giúp thành phố Hồ Chí Minh củng cố vững chắc vai trò trung tâm logistics quan trọng hàng đầu khu vực châu Á và đưa Việt Nam lọt vào top đầu các quốc gia có ngành vận tải biển phát triển số 1 hiện nay. Một khi điều đó xảy ra, thị phần của Singapore hiện nay sẽ bị chia sớt khá nhiều. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của ngành vận tải biển tại quốc đảo sư tử giàu tiềm năng. Vậy rốt cuộc siêu cảng của Việt Nam có gì đặc biệt mà lại được kỳ vọng làm nên chuyện lớn thế kia? Vâng, theo trang tin Tiền Phong Online cho biết, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ thuộc huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh có mức đầu tư dự kiến gần 5,4 tỷ đô la. Theo đề án, vị trí cảng biển sẽ nằm ở khu vực Cù Lao Con Chó tại cửa sông Cái Mép thuộc vùng đệm khu vực dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Dự án được chia làm 7 giai đoạn thực hiện, trong đó giai đoạn 1 dự kiến khai thác từ năm 2027 và hoàn thành đầu tư vào năm 2045. Về quy mô xây dựng, dự án có tổng chiều dài cầu cảng chính khoảng 7 km và bến xà lan dài khoảng 2 km giúp đón tàu có trọng tải lên tới 250.000 DWT. Về công nghệ khai thác thì cảng Cần Giờ sẽ được đầu tư khai thác với công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Toàn bộ các thiết bị khai thác trên bến và trên bãi đều là loại thiết bị chạy bằng điện giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, nơi đây còn được ứng dụng hệ thống phần mềm chuyên dụng giúp vận hành cảng biển khoa học và tối ưu hóa hoạt động khai thác của cảng container. Theo tính toán của các chuyên gia, việc khai thác hết công suất cảng Cần Giờ sẽ đóng góp cho ngân sách nhà nước từ 34.000 đến 40.000 tỷ đồng một năm. Cảng tạo ra 6.000 đến 8.000 việc làm tại chỗ và hàng chục ngàn việc làm ở các khâu dịch vụ hậu cần, trung tâm logistics và khu phi thuế quan. Ngoài ra thì dự án còn tạo môi trường thu hút các công ty vận tải, logistics, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm lớn trên thế giới về đặt trụ sở kinh doanh tại khu vực, qua đó góp phần thúc đẩy hình thành trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều này đặc biệt hơn là việc phát triển siêu cảng quốc tế Cần Giờ còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận tải biển trong nước phát triển do nhu cầu hình thành các tuyến vận tải gom và phân phối hàng từ cảng trung chuyển. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích sự phát triển đổi mới của các doanh nghiệp cũng như hoạt động logistics hiện nay. Còn đối với quốc gia, siêu dự án Cần Giờ sẽ giúp Việt Nam được định vị trên bản đồ hàng hải trong vai trò là các trung tâm trung chuyển quốc tế của khu vực, nơi thu hút các nhà vận tải và nhà logistics lớn của thế giới hiện nay. Dự án còn đồng thời giúp Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu khi hỗ trợ đắc lực hoạt động xuất nhập khẩu thông qua trung gian. Nhờ vậy mà Việt Nam sẽ nâng cao được vị thế đối ngoại của mình và phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội quốc gia. Đứng trước quy mô khủng và vô vàn lợi ích mà siêu cảng Cần Giờ mang đến cho Việt Nam, chuyện Singapore lo lắng sốt vó là hết sức bình thường, nhất là khi dự án này còn hội tụ đầy đủ các lợi thế cạnh tranh trực tiếp đối với cảng biển lâu năm, chẳng hạn như là vị trí xây dựng cảng Cần Giờ kết nối thuận lợi với luồng hàng hải và luồng đường thủy trên biển. Nơi đây nằm gần bờ Tây nước Mỹ hơn hẳn so với cảng Singapore và cảng Malaysia, giúp tàu thuyền giảm thiểu chi phí vận tải thường niên. Cụ thể hơn, theo tính toán của các chuyên gia, nếu như các hãng vận tải biển di chuyển từ cảng Cần Giờ, họ sẽ tiết kiệm được khoảng 1/4 chi phí nhiên liệu, tương ứng với khoảng 13,2 triệu đô la một năm. Hơn nữa, chi phí bốc dỡ hàng hóa tại cảng chiếm lợi thế lớn hơn so với đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải biết rằng, bất kỳ dự án nào cũng có hạn chế riêng và siêu cảng Cần Giờ cũng thế. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc xây dựng siêu cảng trên một phần diện tích của rừng phòng hộ sẽ ảnh hưởng khá lớn đến môi trường. Vì vậy, nó đòi hỏi Việt Nam phải đưa ra được các đề án kỹ thuật hiệu quả nhằm giảm thiểu tác động của công trình xây dựng đến đời sống thiên nhiên. Nếu không làm tốt công tác này, Việt Nam có thể sẽ phải trả giá đắt khi siêu cảng được hoàn công và đi vào hoạt động quy mô. Ngoài ra, Việt Nam cũng cần phải đẩy nhanh tiến độ dự án để nắm bắt được thời cơ vàng phát triển ngành logistics của mình.
Bởi vì hiện tại, dự án cảng Cần Giờ được đánh giá là đang bị triển khai khá chậm trễ so với dự kiến ban đầu đề ra. Nói tóm lại, siêu cảng Cần Giờ của Việt Nam hội tụ đầy đủ các yếu tố quan trọng để trở thành đối thủ đáng gờm của cụm cảng Singapore và nhiều khu cảng quy mô khác trong ngoài khu vực. Một khi mà dự án này được hoàn công thì nó sẽ trở thành siêu bom tấn trong ngành vận tải biển hiện nay. Nhưng mà trước khi để điều đó trở thành sự thật thì Việt Nam cần phải nhìn nhận được khó khăn hạn chế của mình phải đối mặt. Qua đó, tích cực ứng dụng các giải pháp nêu trên để xây dựng hoàn thiện siêu dự án thật nhanh.